Hello, xin chào các bạn. Mình là Nguyễn Đức Lợi của Hunter Store và hôm nay mình cho các bạn xem đây là con SSF Ant-Man Endgame, Avenger Endgame. Em này thì có rất nhiều bạn là khá là tò mò về con này rồi. Mình cũng rất là tò mò về con này nhưng mà mình có thể thấy là khi mà sờ vào em này thì em này thấy cảm giác nó giống yệt, khá giống em The Watch nhưng mà paint job loại khác và nó bé hơn một tí. Bây giờ mình sẽ lấy em ra cho các bạn xem. Và các bạn có thể thấy là em này khá là bé. Em này à, từ từ mình cho các bạn xem hộp nữa, lâu quá không làm nên quên. Trước tiên là hộp ở đây không có logo Bandai, không có logo Samachination. Endman có một tấm bìa, ê có lợi kìa, hello. Có một tấm bìa như kia, nhìn rất là bóng, đẹp trai không? Ở mặt sau này có hình Endman nhưng mà nó bị nhòe và nó bị kiểu bị tẩm đỏ. Mình sẽ để đây. Đó. Em Ant-Man này nhìn có vẻ khá là bé và gầy và các bạn có thể thấy là rất là lỏng, nhưng mà nếu các bạn là muốn các bạn đặt em này thì có thể eBay cho shop bảo là muốn con này sửa khớp hay gì đấy thì mình sẽ sửa cho. Tất nhiên là mình sẽ phải test qua các thứ. Thì trước tiên mình, tại vì mình nói em này bé, thế nên là mình sẽ lấy cái thước ra. Thì em này cao khoảng 14 cm, là tầm 5 rưỡi, 5,6 inch, và so sánh với em Thor đây thì hình giống như mấy con Ant-Man The Wasp cũng là bị bé hơn bình thường. Có mỗi em Ant-Man Civil War là đúng sai, em ấy rất là to. Và em này thì có thể nói là có khá nhiều lỗi đấy, nhưng mà nó đều là mấy cái lỗi khá đơn giản sửa được. Ví dụ như đấy, chỗ này thì các bạn phải cái này là cái này ấy, các bạn phải cho chỗ này dày hơn rồi gắn vào, thậm chí là 502 được, nhưng mà 502 là phức tạp hơn. Cái giáp, nếu các bạn nào biết con Kuga ấy thì con Kuga nó rất dễ gãy, thế nên là, nhưng mà con này ấy, cái chỗ này của nó rất là mềm, thế nên là việc bong ra là có xảy ra nhưng mà nó sẽ không gãy, nên là rất là tiện. Và đây mình sẽ cho các bạn xem các chi tiết của con này. Mặt em này thì cũng không được đẹp lắm nhưng mà nhìn từ xa kiểu giống ai đấy. Kiểu giống nhưng mà không, kiểu nó không thường thì ông ấy sẽ phải cười nhiều hơn. Kiểu cái mặt này nó hơi, nó không có kiểu nhếch mép cười mà giống như kiểu Marvel Legend. Nhưng mà thôi, các bạn, mình sẽ cho các bạn xem qua các chi tiết rồi mình sẽ cho các bạn xem phụ kiện sau. Thì em này cũng có khá là vấn đề, tại vì có nhiều em có chất lượng là không ổn định giống nhau, nhưng mà các bạn thì thấy là cái màu đỏ ở đây nhìn nó rất là bóng vậy, đẹp đẽ. Màu bạc cũng vậy, mà cái tay này nhìn giống nhiệt mấy cái tay bản cũ nhá, chỉ là nó bé hơn thôi. Cái chân này thì có vẻ nhìn đẹp này, rất là đẹp. Cái thắt lưng này có vẻ khác này, không biết là có ngược không, nhìn có vẻ giống ngược nhưng mà chả biết nữa, tại vì cái chỗ này nó thò lên thấy hơi lạ. Phần chân thì đấy lỏng. Các bạn có thể thấy là vừa nãy em này bị tuột khớp luôn, còn một tí dính một sơn đen ở đây, nhưng mà đây không là hàng real. Và cái chân đế giày nó vẫn như cái mấy bản trước, và em này khá là mẹo nhưng mà sửa thì rất là dễ, mọi thứ sửa rất là dễ. Nhưng mà cái tay này lại chặt, tại sao cái tay này lại chặt? Và cái cổ em ấy có một cái miếng cổ, xong rồi có kiểu cái mặt nạ nó hạ xuống, thì có cái mồm cái mặt nạ này khá là hay. Và muốn thay đầu ấy, và tất nhiên em này kèm phải kèm với một cái đầu. Thì con em này mình nói là nhiều con không được như bản giống nhau, tại vì ví dụ như các bạn nhìn thấy ở đây ấy, có vẻ đèn hơi sáng nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy được mắt của em men ở trong này nhìn rất là ngầu, và em này ấy, thì lại bị méo chỗ này, nhưng mà có thể bẻ lại, sấy lại, sấy rồi bẻ lại. Và ngoài ra thì mình check với em khác thì có một số em bị bẩn ở mắt, thế nên là mỗi em có một tiêu chuẩn khác nhau, thế nên là thông cảm mắt mình hơi dài nhưng mà không làm tổn hại figure. Đấy thì các bạn thì thấy là có nhiều chỗ này, nó kiểu mấy chỗ này con này rất là đẹp ấy. Nhưng mà có một số con thì nó lại biểu bị lem mắt màu đen, nó không nhìn rõ được cái mắt ở bên trong này. Ở đây là dù qua cái mắt cam của điện thoại thôi nhưng mà nhìn nó rất là rõ. Các bạn thì thấy nhìn từ xa chắc không nhìn thấy được đâu, nhưng mà một chi tiết rất là hay. Ngoài ra thì Ant-Man này có hai tay mở. Hai tay mở này thì nhìn khá là đẹp, nó cũng kiểu khá basic và nhìn nó y hệt cái bản tay Civil War, tại vì cái màu bạc của nó ấy, nó kiểu màu bạc đồng nữa, nó không phải màu bạc bóng giống như cái bàn tay này. Nó hơi khác một tí.
Đấy, cái màu nó hơi khác một tí. Đấy là ở chỗ này, hai cái này giống nhau nhưng mà cái chỗ này lại khác. Có vẻ là kiểu nó dùng lại cái tay đấy, nhưng mà cái tay này lại bé hơn cái bản ở Civil War, thế buồn cười. Em này ngoài ra còn có thêm hai tay cầm, nhưng mà không biết tay cầm này để làm gì. Tay này nhìn giống cái tay ấn nút hơn, ấn nút teo nhỏ. Không, tay này tay cầm mà, tay cầm mà. À, hình như em này có kiến đúng không? À đúng không? Em bản cũ của kiến nhưng mà chắc tay này được dùng để cưỡi kiến được nếu mà mình muốn. Nhưng mà không có kiến. Em kiến không, em kiến không có phách. Em kiến không có phách. Mình muốn Anthony. Bây giờ mình sẽ chỉ các bạn tháo cổ. Thì đầu tiên các bạn phải tháo chỗ này ra. Đấy, tháo cái đầu này ra trước. Xong rồi cố tháo chỗ này ra. Rất là chặt. Và cái này ý, thì cố gắn vào luôn. Không thì các bạn cũng có thể tháo cái đầu ra rồi gắn vào cũng được, tùy con thôi. Một số Con thì nó chặt, một số con nó lỏng. Ví dụ như con này ấy, thì lại cái bóng tròn nó rất là chặt. Thì có tiện để mình tháo cái này ra, gắn này vào. Đấy, nó cạch một cái là xong. Đấy. Và hình như là cái mặt đúng là cái mặt có hai vạch này. Hai vạch. Ok. Đó, cạch một cái là xong. thì mình thấy con này không biết thế nào nhưng mà cảm giác cổ em hơi ngắn so với bản người, các bạn thấy thế không? Mình thấy trông nó hơi lùn đi nhưng mà cái em vẫn ngầu phết. Cái này sửa chữa các thứ ấy, nhìn đẹp luôn, tại vì sơn nó đã ổn phết rồi. Nhưng mà mình thấy nó hơi bé nhỉ, cái đùi nó hơi bé. Em này thì tất nhiên là hình như là còn tạo nhiều dáng hơn là em Civil War, tại vì em này gầy hơn rất nhiều. Và Oh shit. Cái chỗ này nó rất dễ rơi ra. Cái này thì sửa cũng được. Chữa. Cái chỗ này nó hơi nông quá nên nó dễ rơi ra. Đây. Đấy, cái giáp nó rơi ra đấy. Nhưng mà nó nói là cái việc nó rơi ra ấy thì nó không ảnh hưởng gì, tại vì bây giờ nó rơi ra mình có thể gắn lại. Chỉ là mình cần một ít kiên nhẫn khi mà mình pose xem này. Đây, cái này rơi ra nhưng mà nó không gãy như em Kuga được, đúng không? Đấy, tuyệt vời. Yêu ra Kuga nghịch vào nó nghiện nó giòn đúng không? Bây giờ mình sẽ nói về biên độ cử động của em này. Ở cái cổ nhá thì nó có một cái bo tròn ở dưới, bo tròn ở trên thì các bạn nhìn thấy rồi. Nhưng mà khi mà gắn cái đầu mũ này ấy, thì nó kiểu chỉ di chuyển ở cái cổ, ở cái chỗ đầu trên là chính rồi. Ở cái cổ này có vẻ kiểu nó chặt nên là nó không muốn di chuyển. Rất là điều. Cái khớp vai là một chỗ gập lên như này và tay có thể di chuyển lên như thế, và cánh bướm gặp được từng này rất là đỉnh đấy. Và chỗ này thì có thể rơi ra và xoay được, tay gặp được hai lần. Tay này có vẻ không muốn gặp nhưng mà tay bên kia lại gặp rất bình thường. Đây, tay bên này gặp rất bình thường đấy. Và mình có thể xoay hai cái bàn tay này và gặp lên gặp xuống một gặp hai bên nếu tùy theo chỉnh. Ở trên này có một bóng tròn rất là chặt và cảm giác như cái thân này là một miếng lõm nên là mình có thể bóp vào được. Đấy, mình bóp được luôn. Ở đây có một ball joint nhưng mà mình không nghĩ là nên di chuyển nhiều chỗ này, tại vì cảm giác là kiểu cái scope, cái hoa văn ở đây nó chạm vào cái chỗ này gây ra chảy nên là mình sẽ không thấy nhiều. Chỗ này có thể xoay, đúng là xoay phần dưới thôi nhưng mà nó xoay cả trên. Và cái khớp ấy nó là khớp di chuyển lên xuống giống bản cũ của Bandai, nên là nếu bạn nào có một view con này khả năng cái việc nó lỏng và gãy cũng sẽ có xảy ra. Và con này thì cũng thế. Con này xoay được ở đây, di chuyển lên xuống và việc có thể cho nó lên được từng này. Nhưng mà hồi trước em 1.0 nào cũng vậy và nhìn ra được từng này mượt vãi và không lỏng nhá, được chưa? Không lỏng nhá. Xong rồi chân gặp được hai lần và cái chỗ này rất dễ rơi ra đấy. Nhưng mà kể nó rơi ra mình cũng kiểu có miếng này à, tại vì kiểu nó nhìn rất là tròn, rất là hoàn hảo. Kiểu nó rơi ra kiểu có miếng này à, giờ mới để ý hóa ra có cái lỗ ở đây. Đấy, còn cái chân ấy thì kiểu ngoài pivot, không pivot được, cứng ấy sẽ không pivot được. Ok, cái giáp chân kia nó rơi ra không pivot được là nghịch được cái này. Mà có thể nói em này tổng quan thì em này cũng khá tuyệt, chỉ là phải sửa chữa rất nhiều, thế nên là mình sẽ cho em một nụ hôn. Bye bye. Cho bị đồng.